À, Thái Nguyên kính chào tất cả quý vị thân mến. Ngày hôm nay thì Thái Nguyên đăng lên cho quý vị một cái clip mà thời gian vừa qua quý vị cũng rất là trông mong. Cái phần này thì Thái Nguyên chỉ nói về cái vấn đề này thôi nha quý vị nhé. Cái clip này chỉ nói về cái việc này thôi. Đó chính là cái trà Bạc Hà núi. Trên này Thái Nguyên đây là một cái hộp trà Bạc Hà 25 túi lọc nha quý vị. Nói chung là cái thành phần của nó không chỉ mỗi riêng Bạc Hà không, mà nó có xả đen, có cam thảo, có chuối hột, rồi có bông đu đủ này kia. Nói chung là thành phần của nó thì nó khá là nhiều. Và để nó hỗ trợ cho cơ thể chống lại những cái tế bào ác tính đấy thì thật sự là rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm này thì Thánh Nguyên có kết hợp với một vị bác sĩ để mà cho ra cái Bạc Hà dạng trà lọc này. Đấy thì đây Thành Nguyên sẽ đưa lên cho quý vị thấy xem. Đây là một cái túi trà lọc nha quý vị. Đây là một cái túi trà lọc. Thì Thành Nguyên sẽ nấu với nó. Mình nấu với nó là khoảng 1 ly này nước thôi quý vị. Mình lấy lại 1 ly này nước thôi. Mình lấy 1,5 ly nha. Nhưng mà nấu cho nó bay hơi đi thì sau còn 10 phút là còn 1 ly này. Thì Thành Nguyên cũng đang có một cái ca này. Đấy thì để Thành Nguyên nấu cho nó tiện thì bây giờ Thành Nguyên sẽ nấu là tính ra là 3 ly này. 3 ly nước này. Lấy lại còn 2 nha quý vị nhá, sau 10 phút. Rồi, bây giờ Thành Nguyên sẽ để lên bếp ga nha quý vị nhá. Để lên bếp ga và đây là Thành Nguyên cho vào là 3 chén. 3 chén thì Thành Nguyên sẽ bỏ vào hai cái túi trà lọc này. Bỏ vào luôn trước khi mà mình nấu nha quý vị. Rồi. Đấy, sẽ bật lửa lên. Và để cho nó sôi trong khoảng 10 phút là mình có thể đưa ra dùng được rồi nha quý vị. Đây, Thành Nguyên sẽ đậy nắp lại nha. Và chờ cho nó sôi trong vòng 10 phút. Kính thưa quý vị, trong lúc chờ đợi để cho cái Bạc Hà túi lọc và nó đủ thời gian là 10 phút đâu quý vị, thì Thành Nguyên sẽ nói sơ qua về cái Bạc Hà khô chút xíu nữa nha quý vị nha. Trên tay Thành Nguyên là một cái túi Bạc Hà khô nửa ký, đây nửa ký đây. Thì rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Thành Nguyên rằng là tại sao mà uống cái Bạc Hà khô này lâu lâu vẫn bị ngứa cổ đâu đó khoảng 5 10 15 phút. Nó hơi ngứa lăn tăn chút xíu nơi cổ đó quý vị, thì nó có sao không? Về cái phần này thì Thánh Nguyên sẽ giải thích cho tất cả quý vị. Nó có hai vấn đề quý vị. Cái vấn đề đầu tiên đó là quý vị mà uống vào mà nó bị ngứa ngay đấy, đó là những cái củ nó rất là già, dược tính nó rất là nhiều nha quý vị nha. Cái phần thứ hai thì có thể là quý vị nấu chưa có đủ thời gian. Bởi vì khi mà quý vị sắc cái này lên á, sắc cái khô này lên đó quý vị, chúng ta sẽ cần là 1 tiếng rưỡi, ít nhất là 1 tiếng rưỡi, còn nếu không là phải hơn 2 tiếng nha quý vị nhé. Đấy, phải đủ bằng cái thời gian đó thì lúc đó chúng ta mới lấy hết được cái dược tính của nó, cũng như là uống nó rất là ngọt, nó giống như là cái rau ngô vậy đó quý vị. Cái rau bắp vậy đó, nó không có bị ngứa nha. Chứ nhiều người thấy nói ngứa rồi sợ quá này không có dám uống nữa này kia, thì cái đó là mọi người cứ yên tâm nha. Rồi quý vị cũng hỏi Thành Nguyên là giữa cái Bạc Hà tươi, Bạc Hà khô và cái trà túi lọc thì cái nào tiện hơn, cái nào an toàn hơn. Thì bây giờ Thành Nguyên cũng sẽ nói sơ qua về cái củ Bạc Hà tươi đó quý vị. Trước đó Thành Nguyên cũng đã nói với quý vị cũng rất là nhiều rồi, chúng ta uống tươi nó rất là tốt, rất tốt quý vị, không phủ nhận điều đó, nhưng về lâu dài thì nó lại không hề tốt. Về lâu dài nó lại không hề tốt quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta uống tươi đó, độc tố của nó thì quý vị trước đó cũng có nghe là Thành Nguyên nói về cái độc tố của nó được xếp hạng như nào rồi. Đấy thì lý do vì sao mà riêng cá nhân Thành Nguyên cứ khuyên mọi người là phải uống khô, sao vàng hạt thổ. Mình có lấy tươi về thì mình cũng phải làm khô ha quý vị ha. Có như vậy thì mình mới loại được cái độc tố của nó. Thì cái cách sắc tươi và khô thì cơ bản là nó cũng giống nhau.
Có nhiều người người ta thích dùng tươi thì cái đó tùy tùy sự lựa chọn của mỗi người. Và khô thì chúng ta xác là cái thời gian và cái liều lượng thì liều lượng thì nó khác nhau nha. Bởi vì tươi và khô thì khi mà sấy lên thì nó khác. Để mà sấy được nửa ký khô này là Thành Nguyên phải mất 9 ký tươi. Một ký khô này đó là mất đến 18 ký tươi nhé quý vị. 18 ký tươi mới được một ký khô này. Đây là có nửa ký thôi. Dạ. Còn cái trà túi lọc này, cái trà túi lọc thì nó không chỉ có riêng cái bạc hà này không. Bạc hà này nó chỉ chiếm được là 57% thôi quý vị. Còn lại 43% khác là những cái vị khác nha. Những cái vị khác như là xả đen rồi là cái gì? Xả đen rồi cam thảo, chuối hột rừng, rồi hoa đu đủ này kia đó quý vị. Đấy thì kết hợp lại thì nó mới cho ra được một cái trà túi lọc này. Dạ, một hộp trà túi lọc này là có 25 túi. Có 25 túi thì nó rất là tiện dụng. Thường thì những cô chú anh chị mà chúng ta đi làm công nhân viên chức, đi làm công nhân rồi làm văn phòng này kia đó thì không có thời gian, thì cái trà túi lọc này là cứu cánh luôn. Là cứu cánh luôn. Nó hỗ trợ, nó gần như là bách bệnh quý vị. Rất là nhiều cô chú anh chị đặt câu hỏi cho Thành Nguyên là cái này thì thường là nó hỗ trợ cho cái gì. Thì Thành Nguyên chia sẻ với tất cả quý vị, nó gần như là bách bệnh, bá bệnh nha quý vị nha. Và chúng ta sẽ uống thay nước lọc hàng ngày. Thay vì mà một ngày chúng ta uống 5-6 ly, thậm chí hơn, toàn là nước lọc không, thì chúng ta nên dùng cái này. Dạ, để cho nó thanh lọc cơ thể cũng như là để chống lại những cái tế bào ác tính nhé quý vị nhé. Rồi ok, bây giờ cũng đã đến giờ để Thành Nguyên lại đổ cái nước đó ra cái ly để cho mọi người xem cái thành quả mà ngày hôm nay Thành Nguyên nấu 10 phút nó là làm sao ha quý vị ha. Đây quý vị nha, sau 10 phút Thành Nguyên nấu đấy thì đây nó còn lại khoảng 2 cái chén đây. Trong Nam gọi là chén nhưng mà ngoài Bắc thì người ta gọi là ly đấy. Đấy. Thì bây giờ Thành Nguyên sẽ tắt bếp nha. Tắt bếp thì Thành Nguyên sẽ đổ ra cho quý vị xem. Đây. Cho quý vị xem cái màu này, thật sự màu rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ Thành Nguyên sẽ đổ ra đây nha. Khi mà nấu như vậy thì Thành Nguyên sẽ lấy được khoảng hai cái chén này. Đấy. Một cái túi khi mà ấy thì nó nở ra căng như vậy nè quý vị. Vâng, sau khi mà Thành Nguyên để thêm khoảng 5-10 phút để cho nó ngồi nguội thêm xíu thì đây, cái sản phẩm mà Thành Nguyên muốn giới thiệu với tất cả quý vị đây. Trà lọc bạc hà ha quý vị ha. Có một cái clip trước Thành Nguyên có nói về cái vị của cái này rồi. Nó thơm. Nó pha lẫn trong đó là có cái vị bạc hà thì rõ này này. Nó ngọt giống như là ở ngoài Bắc người ta gọi là cái nước rau ngô đó quý vị. Ở trong Nam thì người ta gọi là cái nước luộc bắp đấy. Kèm theo cái vị thơm thơm của cái bông đu đủ đực mà nó xay ra. Kèm theo nữa là cái vị cam thảo. Đấy. Và uống thì nó vì nó thanh nó nhẹ chứ nó không có đậm mà nó bị ngứa đâu nhé quý vị nhé, không hề nhé quý vị. Thật sự thay vì chúng ta uống nước lọc, mình cứ chơi một ngày 4-5 ly này rất tốt cho sức khỏe quý vị. Quý vị cứ hỏi Thành Nguyên là cái trà bạc hà túi lọc này khi nào thì ra. Đấy thì cách đây mấy hôm thì Thành Nguyên đã cho ra mắt rồi. 24 tháng chạp này là bên bưu điện là người ta sẽ tạm ngừng vận chuyển ha quý vị ha. Rồi ra Tết rồi người ta mới làm. Đấy thì từ 24 mà cho đến Tết là để mà vận chuyển nó rất là khó, bởi vì khi mà 24 Thành Nguyên gửi là ngày cuối cùng thì người ta cũng phải mất là 3-4 ngày người ta mới đưa đến nơi, thì 3-4 ngày thì nó phải rơi vào là tầm khoảng 27-28 Tết rồi. Đấy, cho nên là vào 27-28 Tết là khi mà người ta giao hết hàng là người ta sẽ nghỉ Tết đó quý vị, chứ sau những ngày đó là người ta sẽ không có nhận hàng nữa nha. Cho nên là
quý vị chúng ta nếu mà có muốn đặt thì cố gắng đặt từ bây giờ. Còn về cái hạn sử dụng của nó thì cứ yên tâm, 1 năm nha quý vị, 1 năm nha. Còn cái này đấy, cái bạc hà khô này này quý vị, cái bạc hà khô này thì chúng ta sấy khô cứng 100% và đã hút trên không như này thì để lâu hoàn toàn yên tâm ha quý vị ha. Về cái hiệu quả của cái bạc hà khô và cái túi trà lọc này thì cũng có nhiều câu hỏi đặt ra cho Thành Nguyên là cái nào là nó hiệu quả hơn. Mỗi cái nó có một cái công dụng cũng khá là khác nhau. Cái bạc hà này đó thì thường là chúng ta sẽ kết hợp với hoa hoặc là lá đu đủ. Còn cái bạc hà này đó thì lại là nó kết hợp với khá là nhiều cái vị khác nữa. Trong đó là có cam thảo, có chuối hột rừng, hoa đu đủ, rồi xả đen nữa nha quý vị. Đấy, quý vị nào mà đã từng bị u sơ, bị ca thì quý vị cũng đã biết được cái công dụng của xả đen rồi. Còn trong cái chuối hột rừng và hoa đu đủ thì nó có chất kháng viêm. Và nó điều trị cho hỗ trợ cho xương khớp khá là hiệu quả. U sơ. Đấy, còn những cái bệnh lý khác thì trước đó Thành Nguyên có ghi nhận và cũng khá là tích cực. Thì nói chung là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một dùng. Thì nếu như quý vị chúng ta cần thì chúng ta cứ thử thôi ha quý vị ha. Rồi, không biết phải nói sao. Mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta khi mà dùng đến cái bạc hà này, ai cũng sẽ có sức khỏe thật là tốt. Rồi về cái tình trạng bệnh, về những cái vấn đề về sức khỏe đó thì sẽ cải thiện được nhanh chóng, bởi vì nó là thuốc nam quý vị. Mà thuốc nam thì quý vị biết rồi, may thầy phước chủ, nó còn tùy thuộc vào cơ địa, sức khỏe và tình trạng bệnh của mỗi người mỗi khác. Cho nên là không ai giống ai. Và qua đó thì cái tình trạng bệnh nó thuyên giảm ít hay nhiều, nó cũng sẽ tùy vào cơ thể của mỗi người ha quý vị ha. Rồi một lần nữa Thành Nguyên mến chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống ha quý vị ha. Tạm biệt quý vị.